biết cho đời tôi trống trải. Thiên hạ người ta thì dở bãi dở ba, còn tôi cứ hổ hỉ với má nó ở nhà, ăn cơm ngồi uống nước trà hoài cùng chan. Bởi vậy cho nên qua một đêm dài nằm gác tay lên trán, tôi cương quyết phải làm sao tìm nơi kết bàn tâm tình. Nhưng vợ của tôi là sư tử Hà Đông, nó ghen động đến thiên đình, nên tôi phải lén ra ngoài sạp báo mua một lượt tới năm tờ có lời rau kết bạn gần xa. Trở về nhà tôi bỏ bữa cơm trưa, giả bở nằm liệt chiếu liệt giường, thấy vậy má nó vào săn sóc lo lắng thuốc thang. Thì tôi bảo cứ để cho tôi được nằm yên, rồi tự nhiên thấy bệnh tình thuyên giảm. Lời rau kết bạn từ cô gái xuân xanh mơn mờn, đến quá phủ già nua tóc cá ngã hai màu. Có cô thì tuyên bố sẽ cho gặp mặt cái sau lá thơ đầu, còn người thì tìm bạn để chọn chồng, và nếu thành thật sẽ tiến tới hôn nhân. Cuối cùng tôi chọn một nữ sinh và mượn địa chỉ của soạn giả danh giai ở số 73 đường Cao Thắng. Rồi thức trọn đêm, tôi viết ngay dòng lá thăm, sau nửa tháng đợi chờ rồi thơ lại hồi âm. Rồi từ dạo ấy tới nay đã hai lần trăng khuyết, mười cánh thơ mang lời yêu tha thiết. Tôi với nàng đã cảm thương nhau dù chưa gặp gỡ lần nào. Nàng hẹn tôi chiều thứ bảy tuần sau đúng 3 giờ ở Thảo Cầm Viên, để cho tôi dễ nhận ra người đẹp. Nàng sẽ mặc cái chiếc áo dài xanh, tay cầm dĩa quê hương có ảnh văn thường, còn tôi thì áo trắng quần đen. Nàng căn dặn tôi phải nhớ nằm lòng băng đá bên bờ hồ phía đông. Đúng hẹn thứ bảy tuần sau, lòng tôi nôn nao như ngày đầu tiên đi hỏi giờ. Nhưng rồi tôi lại lo lại sợ, nếu má nó mà hay ra thì chắc là tôi sẽ bị cào da đầu. Nghĩ tới đó mà tôi đây ngã cà thêm phát rầu. Nhưng may mắn làm sao bà xã của tôi lại về Gò Công đám dỗ, còn một mình ở lại trên này mặc tình tôi lạ lướt với người yêu. Tôi sẽ đưa nàng vào trong chợ lớn ăn cơm, rồi sẽ chở thẳng ra bến tàu hứng gió. Ngồi trên xe tôi sẽ hát lên nho ngay nhỏ cho nàng nghe nghe những điệp khúc tâm tình. Vừa tới nơi tôi đã thấy
nàng ngồi trên băng đá, tay cầm dĩa hát, mặc áo dài xanh. Tôi mừng thầm bước lại sau lưng và nhẹ vuốt lên mái tóc nhung của nàng. Xin lỗi vì kẹt xe nên anh tới trễ. Người đẹp có giỡn anh không? Nàng vẫn cúi mặt làm thinh. Tôi tưởng đâu nàng hờn dỗi nên nói: em ơi anh đâu có muốn cho em đợi, em nghe chờ. Bỗng nàng quay lại tông cho tôi một đạp, nhào đầu xuống nước. Khi ngóc lên tôi nhìn rõ mặt nàng, thì trời ơi rõ ràng là nghe con nghe vợ của nghe tôi.